thì như thế nào. Thì bây giờ các bạn phải vào đây, các bạn vào phần mềm đây, chúng tôi dùng điện thoại Android, các bạn search cái phần mềm này, HD Minicam đây, các bạn search cái phần mềm này, sau các bạn cài đặt. Ok, sau khi cài đặt xong phần mềm này thì các bạn có thể mở lên hoặc không mở cũng được, nhưng cái việc quan trọng hơn là các bạn bật camera lên, bật tất cả những loại camera khi có đèn sáng lên các bạn bật xong, các bạn vào mục thì camera tự động phát ra một sóng wifi nha các bạn. Thì các bạn vào đây và cài đặt trên điện thoại này, các bạn vào wifi thì camera nó tự động sinh cho một cái sóng wifi đấy. Cái sóng wifi nó tên nó thì có những rất nhiều tên khác nhau, nhưng cái camera tôi đang test, đang demo có tên là CMS185G và một số ký tự rất là dài đằng sau. Đây là cái mã thôi, các bạn kết nối với nó. Sau khi kết nối thành công thì các bạn quay trở lại cái phần mềm các bạn vừa tải là HD Minicam. HD Minicam nó báo là không có inlet thì kệ nó nhé, cái này không quan tâm. Khi mà bình thường mở lại thì nó sẽ tự động nhận cái camera này luôn, nhưng nếu mà không nhận thì các bạn tắt cái 3G ở trên điện thoại di động các bạn đi nhé. Vào cái mục 3G này, các bạn đang kết nối wifi với nó rồi thì các bạn tắt 3G đi, không dùng 3G nữa, chỉ kết nối wifi độc lập với nó thôi. Xong các bạn tắt cái phần mềm đi, tắt hẳn phần mềm đấy nhé, xong mở lại. Ok, xong mở lại thì nó sẽ tự động nhận cái camera đấy luôn đấy các bạn, để tự nhận. Nếu mà không nhận thì các bạn bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải, xong các bạn vào kích vào cái mục đầu tiên là Add New Online Camera thì nó sẽ tự động nhận. Xong các bạn back trở lại, back. Ok, khi mà nhìn thấy chữ online màu xanh này rồi nhé, có mã ký tự này, các bạn kích để xem luôn ấy, thì các bạn cứ chạm vào cái dòng bên trên ấy, thẳng cái hàng đấy, chạm vào chỗ nào cũng được, thì nó sẽ hỏi là mật khẩu đang yếu, tức là mật khẩu lần đầu tiên cài đặt nó đang yếu, tức là nhiều người khác vẫn có thể vào được, thì các bạn muốn đổi hay không. Đây là sản phẩm demo, thế là tôi skip để tôi xem luôn, tôi không đổi nha các bạn. Đây, các bạn có thể xem. Đây là tôi demo. Đấy, các bạn nhìn nào. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Đấy, camera. Độ phân giải các bạn nhìn nào. Độ phân giải của chúng tôi có rất nhiều. Độ phân giải là 720x1080 và độ phân giải là 4K. Và cái camera này thì tôi đang test là camera có hồng ngoại ẩn nhé. Có hồng ngoại ẩn có nghĩa là khi các bạn bật vào cái công tắc đây, cái chiếu đèn xuống thì nó chuyển sang chế độ ban đêm. Tức là ban đêm ấy, các bạn đây, các bạn đêm các bạn vẫn nhìn có thể rõ nét được như thế này luôn. Đấy, nhưng mà nó có điểm yếu là không có màu, cái này là hồng ngoại, thế là nó không có màu. Sau khi các bạn không muốn xem chế độ ban đêm, các bạn tắt đi. Vẫn công tắc này, lại chuyển đến chế độ ban ngày bình thường. Đấy, lại chuyển đến chế độ ban ngày. Và tôi sẽ hướng dẫn thêm một số tính năng nữa trong cài đặt. Các bạn bấm vào cái biểu tượng back trở lại từ đầu nhé, các bạn bấm vào biểu tượng cài đặt. Cài đặt thì ở đây các bạn để cài đặt được ấy, thì camera phải online. Các bạn nhìn thấy chữ online màu xanh, khi phải online thì các bạn mới cài đặt được nha. Khi cài đặt các bạn bấm vào Advanced Config. Thì tôi sẽ giới thiệu qua một số cái cài đặt quan trọng. Cái đầu tiên các bạn để ý ấy, là camera các bạn phải cài đặt vào cái thời gian là cái giờ của điện thoại di động hoặc cái giờ thực tế đi. Để nhanh nhất thì các bạn kích vào camera time sync with app ở dưới cùng rồi nha các bạn. Kích vào đây thì nó sẽ tự động lấy giờ điện thoại của các bạn, thì các bạn không phải cài đặt là time zone là cộng 7 cộng 8 gì vân vân. Xong tiếp theo ấy là các bạn muốn camera này mà xem được từ xa thì đây là tôi đang ở gần đây. Ở tại văn phòng của tôi, mà tôi muốn đặt camera đây xong về nhà tôi vẫn xem được camera tại văn phòng của tôi, thì các bạn phải vào cái wifi config. Khi vào wifi config thì các bạn để ý là camera này nó sẽ hiển thị tất cả những sóng wifi xung quanh khu vực camera đang ở tại vị trí xung quanh camera nhé. Tôi nói ví dụ khi kích vào đây thì tôi đang ở cái văn phòng của công ty camera 113.com, thì tên wifi là camera 113.com. để xem được cái camera này từ xa thì các bạn chọn đúng, nhưng có rất nhiều sóng, như ở đây thì có chỉ có một sóng này, các bạn nhập đúng mật khẩu camera 113 để các bạn show lên. Ok các bạn, để tôi cho các bạn là cái tính năng public từ xa luôn cho các bạn thực tế. com. Ok. com. Đấy, sao các bạn ok. Cái thao tác này nhá, camera nó sẽ khởi động lại, nó sẽ reboot lại và nó sẽ xem được, tức là từ lúc bây giờ trở đi thì camera sẽ xem được từ xa. Các bạn chờ tí.
nó đang khởi động lại. Tôi đang ví dụ thử là tôi không ở đây nữa, bây giờ tôi không ở công ty camera này nữa, tôi về nhà đi. Khi tôi bật 3G thì đồng nghĩa việc tôi đang ở ngoài này, đúng không? Đây, các bạn nhìn cái sóng 3G, sóng 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 4G của Viettel, các bạn nhìn đấy. Đấy. Thì cái camera này sau khi khởi động lại thì tôi sẽ xem được camera này từ xa, có nghĩa là khi mà cái camera này nó hiển thị cho online, có nghĩa là tôi xem được xa. Tôi kiểm tra lại điện thoại của tôi nhé. Wi-Fi thì không biết lỗi này, đang kết nối bằng 3G, bằng 4G, có nghĩa là đang ở xa rồi. Các bạn vẫn kích vào đây để xem, skip để xem. Đấy, thì đang loading camera để xem. Vì cái 4G của tôi nó chắc là cuối tháng, nó cũng đang đang không không còn nhiều dung lượng. Đấy, các bạn vẫn xem từ xa nhé. Đấy, tôi đang đứng cạnh camera nhưng mà tôi đang sử dụng cái mạng 4G để tôi xem, thì đồng nghĩa việc là camera này đang ở xa. Đấy. Còn một vấn đề nữa là sau khi các bạn cắm thẻ nhớ, các bạn bấm vào cài đặt Advanced Config thì xong, có cái mục SDK Record. Khi cắm thẻ nhớ vào đây thì nó có những cái mục tùy chọn là record all day nhé, là ghi suốt ngày này, alarm con on alarm tức là ghi hình theo chuyển động, và timing record có nghĩa là ghi hình theo thời gian mình chọn, ví dụ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, còn ngoài giờ đấy thì không ghi. Tiếp theo nữa là còn cái mục thứ hai là resolution, là cái độ phân giải ghi hình, thì các bạn có thể chọn 1080 4K hoặc 2K. Độ phân giải ghi hình càng lớn thì hình ảnh mình xem lại càng đẹp, nhưng đồng nghĩa việc là cái dung lượng thẻ nhớ của mình ấy, nó lại càng ít đi, có nghĩa là cái thời gian ghi hình mình càng ngắn đi. Cái file length tức là số phút tách cho một clip, ví dụ tôi đã nó đang bằng đây là 3 phút, thì từ phút thứ nhất đến phút thứ ba nó sẽ tách một clip, từ phút thứ ba đến phút thứ sáu lại tách một clip, hoặc các bạn có thể chọn được 60 phút, tức là mỗi tiếng nó tách ra một clip để mình xem lại. Ok, sau khi còn cái nữa là cái sound record. Cái sound này thì khi các bạn bật enable lên nhé, thì là ghi hình có cả ghi kèm âm thanh, còn nếu các bạn tắt đi thì nó không ghi âm thanh nữa. Tắt đi thì đỡ tốn dung lượng thẻ nhớ hơn, bởi vì ghi cả âm thanh thì nó sẽ tốn dung lượng thẻ nhớ hơn. Xong cái lốp recording có nghĩa là ghi đầy xong ghi đè, hoặc là ghi đầy xong thôi, thì khi các bạn tắt đi thì nó ghi đầy cái thẻ nhớ. Tôi nói ví dụ cái thẻ nhớ 32 GB, đi ghi đầy thẻ nhớ 32 GB là nó sẽ dừng lại không ghi nữa. Còn khi bật lốp record có nghĩa là ghi đầy, thế xong lại xóa những cái clip ban đầu đi. Thì tôi nói ví dụ ghi được 4 ngày thì sang ngày thứ 5 thì nó sẽ xóa ngày thứ nhất đi. Đây, sau tất cả mọi việc này các bạn bấm ok. Thì khi để mà xem lại nhá, xem lại các bạn bấm mở phần mềm lên, có cái tab record này, bạn bấm vào đây, xong bấm local là tại cái điện thoại của mình nhé. Khi mà có thẻ nhớ các bạn bấm vào remote SD card đấy, xong các bạn bấm vào chỗ online thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái file các bạn vừa chọn ở đây, ví dụ như là 3 phút một đoạn, 60 phút một đoạn, thì các bạn kích vào đây các bạn xem luôn, hoặc các bạn có thể download trực tiếp về về máy tính điện thoại của các bạn thì các bạn xem lại.